Rồi, hello, xin kính chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Thì đầu video giảng cũng xin chúc sức khỏe các cô chú, các anh chị và các bạn. Một ngày mới vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Đón một mùa xuân ấm áp bên gia đình, dồi dào sức khỏe. Rồi, hôm nay giảng lại đi bẫy cu ngói về cái sân huyền thoại của mình nha. Cái sân này các bạn biết rồi, 118 em á các bạn. Rồi hôm nay cảm các bạn ơi. Rồi mình hôm nay vừa làm lưới xong. Tại cái sân này nói chuyện lớn không có được nha các bạn. Cái sân này thì nói chung ra thì cũng gần nhà chó sủa lắm bạn ơi. Nói chuyện lớn sợ chó sủa. Đó. Thì cảnh trời hôm nay rất đẹp. Hy vọng là cái bài cu này nó về nhiều. Về nhiều đi để quay cho các cô chú anh chị xem nha. Đầu video dạng cũng xin chúc sức khỏe vậy thôi. Rồi chừng nào cu nó về thì mình quay cho các cô chú anh chị và các bạn xem nha. Rồi hy vọng bữa nay nó về nhiều. Chúc các cô chú anh chị và các bạn xem video dạng vui vẻ. Cho dạng xin một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ nha. Cảm ơn các cô chú anh chị rất nhiều. Rồi cảm ơn em Mai luôn, tặng cho anh cái bị này nữa nha. Bị mới luôn, bữa nay bị mới luôn, hy vọng là có nhiều nha các bạn. Em Mai anh tặng cho mình cái bị mới luôn. Rồi, chừng nào nó về mình quay cho các bạn xem.
quýnh các bạn ơi, dữ lắm rồi các bạn, cơn trăm các bạn đây, cơn trăm á. Cơn trăm á, mình ra mình quay cho các bạn xem nha. Nó rớt nhấp nháy luôn nè các bạn. Quá bị cu rồi. Chắc là độ không khoảng trăm á bạn ơi. Để mình điện đại ca vô rồi mình quay cho các bạn xem nha. Đã quá các bạn ơi. Quá đã rồi. Bị cu này dữ lắm các bạn ơi. Nó về được trăm mấy á. Cơn trăm rưỡi á. Rớt trăm rồi nha các bạn. Quýnh nha các bạn. Thôi để mình quay cho các bạn xem nha. Đây nè các bạn. Nó nằm kìa các bạn. Đó, thấy chưa các bạn? Quá đã rồi, cái này có trăm mấy nha các bạn. Rồi để mình gỡ chút xíu mình quay thành quả cho các bạn xem các bạn ơi. Còn cũng nhiều nhưng mà được rồi các bạn. Đủ rồi nha. Quá đã rồi. Bạn thấy không? Quá chí rồi nha. Hết nói rồi. Quá đã rồi. Hết nói rồi các bạn. Quen hỏng rồi. Ống dài coi cả về nó nha. Về nó nữa bạn. Về nó không? Giờ nó xuống rồi. Quá chí. À, này quá nói là đã nghe các bạn. Quá đã. Xúc lớp luôn. Hết nói các bạn ơi. Dữ dằn nha các bạn. Không ngờ luôn. Không ngờ bữa nay nó về rất nhiều nha các bạn. Ngồi đó. Đó là ca vô tới. Trên cái hành trình lội ra nãy giờ mệt quá các bạn ơi. Trời ơi vừa gỡ. Vừa gỡ mà vừa lội ra tới đây. Gần tiếng hồ, trên tiếng hồ nha các bạn. Mệt. Chịu hết nổi nha. Ca chưa lội tới nữa các bạn ơi. Kìa, ông còn trong đó kìa. Đó, khung cảnh gần nhà không mà nghe các bạn. Cảnh kế bên nhà đây à. Đó. Nhà gần không ở đây nói chuyện lớn sợ chó sủa các bạn ơi. Dữ lắm các bạn. Ca nhắc lên phe thành quả cho các bạn xem cái đây. Bữa nay đầy đục luôn. Đây các bạn. 108 con các bạn ơi. Đó, ngăn luôn 108 con nha các bạn. Rồi, cu tơ có ra nè các bạn. Nè. Cu tơ ra lò nè. Hàng tơ, hàng tơ 108 anh hùng lu xương bạc hả đó các bạn ơi. Thôi, thành quả của mình bữa nay phải nói là cũng ok nha các bạn. Đây mấy em mồi của mình cũng chuỗi lũi như củ nưa luôn rồi nè đó, con nào cũng ngấy đầu chọc lóc hết nè. Chim mồi này cái đầu nó vậy á các bạn ơi. Nó mấy con kia nó mới xuống. Còn mấy con chim đẹp quá nó không có xuống nha các bạn. Nè, giờ lên xe rồi. Đó. Quá đã các bạn ơi. Bài cu này không ngờ. Nó rớt chưa được 5 phút nữa nghe các bạn. Rớt chưa được 5 phút nữa là đủ luôn á các bạn ơi. Phải nói thiệt. Bài cu này rớt chưa được 5 phút nữa. Đó. Bây giờ mình nịch lên thôi. Trên chuyến xe lam thôi.
Trên chuyến xe lam về quê hương thành phố à. Quá đã các bạn ơi. 108 con. Hành trình về còn 2 tiếng mấy mới tới các bạn. Về còn xa quá các bạn ơi. Thôi à, các bạn ơi. Giờ mà ra tới ngoài này rồi. Thì cái bài cu này mình nhịn, nói chung là bữa nay là bữa thứ 4 mình mới quýnh nha các bạn. Bữa đầu gớt 21 con. Bữa sau gớt 50. Hồi ngày hôm qua là gớt 60 nha các bạn, mình không quýnh nha. Rồi bữa nay gớt 100 là mình đóng luôn các bạn ơi. Chứ bây giờ bây giờ nhịn nó nhịn hết nổi rồi, 4 bữa nha các bạn. Các bạn thấy 4 bữa mình không có lên clip là các bạn biết rồi. Là mình lóc 4 bữa rồi. Bữa nay buộc mình lòng mình phải quýnh thôi. Bài cu này quýnh bữa nay là cũng đạt yêu cầu rồi nha các bạn. Thì đây, nó đây. Cũng xin kết thúc video luôn nha các bạn. Không ngờ bữa nay bài cu nó về quá đã, về 150 á các bạn ơi. Chào anh em nha. Về 150 mà quýnh có thể cũng hai phần rồi nha các bạn. Hơn hai phần rồi, cũng hai phần à, 150 hơn. Thì mình cũng xin kết thúc video luôn các bạn ơi. Các bạn xem video mình cho mình một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Rồi mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi mình hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha. Sẵn đây mình nói luôn nha các bạn. Thì mình cũng có một kênh phụ á. Thì để mình mở game show cái kênh chính. Thì các bạn đón thứ 6. Hôm nay thứ năm hả ta? Thứ năm. Mai thứ sáu, thứ bảy. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Thứ sáu mình mở một game show cho các bạn nha. Các bạn nhớ đón xem nha. Thì thứ sáu hay gì đó. Tuần nào mới được. Rồi thứ sáu tuần này nha các bạn. Tuần này thứ sáu rồi cha. Hả? Nay thứ sáu rồi. Nay thứ sáu hả? Nay thứ sáu rồi. Hẹn lại tuần sau đi. Vậy hẹn các bạn lại tuần sau nha. Nay thứ sáu rồi. Thứ năm, thứ sáu tuần sau rồi mình sẽ mở game show cho các bạn xem. Các bạn nhớ đăng ký kênh và đón video mới nha các bạn. Bữa nay gấp quá. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha. Là gì làm chiều nhớ nhậu nghe anh em.